Xin chào anh em, xin chào anh em đã Chào đến Tuấn với ơi. giải đấu DNK vòng loại khu vực Hàn Quốc, và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Đó chính là một trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay ở bảng Beta, với việc là CBL sẽ đối đầu với Navi. Navi là một team cũng full Hàn Quốc của bên LA, gồm có leader là Gringa và đều có những cựu sao thôi. Còn CBL, chúng ta thấy là gần những gương mặt quá quen rồi. Lashen, Tashao, Oyaji, Kaido, Subutai, rất nhiều. Nói với những người chơi CB lâu năm thì chắc chắn đây là hai gương mặt quá quen thuộc rồi. Và đây sẽ là một trận đấu tâm điểm tới nỗi mà trận đấu bản alpha giữa Soju và một đội team vô danh nào đấy, không có một streamer nào có làm link luôn. Thực sự toàn bộ trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay, nơi mà tôi đi thu lại video này, là ngày 27 tháng 4. Nó đã là một trận đấu phải nói là thu hút được rất nhiều sự chú ý rồi. Và do với việc là cái nền tảng Hàn Quốc đang hơi lag thì chúng ta sẽ cùng chờ một chút. Tôi muốn giữ cái chất lượng 1080p này để có thể đem đến những cái chất lượng tuyệt vời nhất. Và cùng chờ chút nha. Thì tôi sẽ có một cái link dự phòng nào không. Đây rồi, nét như Sony luôn. Khiếp, cái icon của ông Headhunter này nhìn nó to thế. Trời má, nhìn cái icon như kiểu dành cho người khiếm thị vậy. Không phải nói là dành cho người cận cận phải nói cận 10 độ chắc cũng nhìn được cái icon đấy mất. Nhưng mà nhìn nó to quá. Thực sự nhìn nó rất to. Thôi bỏ qua cái icon đi, chúng ta tập trung vào trận đấu. Navi sẽ ở phần sân tấn công, còn bên CBL sẽ ở phần sân phòng thủ. Bản đồ được chọn đó chính là bản đồ thành Bạch Lộc. Cái ông này đúng là đặt tên cái ông cameraman là Headharvester bên LA, một thanh niên chơi trường cung, chắc là thích bắn kê đầu nhiều quá thành ra cái gì cũng phải phóng to nhìn cho dễ. Cổng chính thì Doryun chơi một đạo khiên gỗ để chịu những cái sát thương đến từ Galahad. Ý tưởng độc đáo đến từ bên Na'Vi, sử dụng Galahad để có thể ngắt và thậm chí có thể có những cái mạng hạ gục nếu mà Xuân. Một Kurin đã bị phá. Cái trục cổng chính này là rất quan trọng, và toàn bộ tướng kiếm khiên của bên Na'Vi họ lấy thân mình ra để mà che Wolverine. Đi đầu là một người, Loki thì cũng đã cover. Cái xe Ram này vẫn chưa hỏng. Còn các xe cổng thành thì sao? Raichu thì vẫn đang chưa phá được tường. Tường vỡ thì bên tay phải của chúng ta đã bị hủy. Nhưng chưa có một động tĩnh gì đến từ bên Na'Vi. Bắt đầu có lù. Mango sẽ đặt lù, Raichu anh ta sẽ lên để có thể phá đồ, đề phòng những trường hợp CBL đặt thêm Wolverine để phá những cái xe đẩy thành. Một tháp công thành đã bay. Cổng chính an toàn. Turn đầu tiên CBL thủ vững nhưng vẫn phải nhả đi hai cái xe. Chắc chắn là như vậy rồi, vẫn phải nhả đi hai cái xe dành cho đội bạn. Có quá nhiều mục tiêu lớn ở đây, ba xe ở ba nơi khác nhau, và thậm chí có cả cái xe cổng thành nữa là bốn mục tiêu lớn. Ăn được 2 trên 2 là một cái tín hiệu mừng dành cho CBL rồi. Và thậm chí là Marcio đã lên khều giao tranh, không cho phép CBL có thể quấy phá được cái xe cổng chính. Gọi luôn G để phá cái Wolverine đến được vị trí của Subutai. Tơn G còn 10 giây nữa là cooldown. Masiro vẫn sống. Câu chuyện là Masiro vẫn sống để trở về thì anh ta chả mất cái gì cả. Anh ta vẫn đang bị bắn bởi Tashao. Tashao không bắn nữa. Masiro đã có sự cover của đồng đội. Tơn 2 này khả năng cao sẽ là xe ủi thành dành cho bên Na'Vi, nhưng mà CBL họ không muốn điều này xảy ra. Chỗ nhìn cái biểu tượng con lạc đà với cái chày kìa. Trông nhìn ông này ông ấn cái nút gì trông nhìn sợ thật đấy. Cái đúng là dành cho người mắt kém. Nhưng mà hôm nay tôi lại đeo kính à... Thôi xong rồi. Vậy là cái xe này vẫn thất bại. Và thậm chí cái xe tháp công thành ở bên tay trái cũng thất bại nữa. CBL họ đang rất có kinh nghiệm, nhưng mà hơi đen một tí cho CBL ở trong những năm tháng thi đấu giải CBL thì họ cao nhất là dừng lại ở vị trí vua về gì. Còn đây là một góc đặt lù, góc đặt lù để thủ bên ngoài của CBL. Lù này có thể thủ được cả cầu thang và có thể cầu khi mà cái xe công thành đã đi đến gần với cái tường thành đấy. Rồi một cái lù để counter vị trí bên trên, tạm thời bỏ qua cái góc bên ngoài. CBL đang muốn quấy ở
những khu vực đặt tường. Họ không cho phép Navi có thể đặt dàn lưu để có thể hủy pháo của họ. Bởi vì dàn lưu này mà bắn thì cái dàn Kuvrin ở cổng chính CBL họ sẽ thất bại. Chúng ta có thể nhìn thấy là bên thủ đã sử dụng 21 khẩu pháo rồi, bên công dùng 23 khẩu. Đẩy Maxer gần lên, nhưng đây chỉ là một đạo Maxer gần thí thôi. Trời ơi, khiên hai An Herbertier quân triều đình giữ được hạ cánh cửa được 2 tên. Vẫn đang là xuất sắc hơn dành cho CBL. Quân thì có hơi một chút đến từ bên công, nhưng mà về tên đẩy xe CBL đã làm được xuất sắc rồi. Nếu mà họ đẩy ép được đến tên thứ 3 nữa thì thôi, nó là quá trời lợi thế. Nhưng Navi cũng không phải đội gà. Quyết định CBL là bỏ A ư? Tạm thời là nhảy điểm đến từ vị trí của King Beom. Nhập cuộc cực kỳ cẩn thận đến từ Navi. Họ không muốn bất cứ ai phải chết nhạt ở đây trước khi giao tranh tổng diễn ra. Đạo kia của Subutai vừa mới ăn một viên lưu. Nhưng đây là những con khiên 4 thì nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Chia ra là một trục ở cộng phụ và một trục cộng chính đến từ Navi. Quyết định của CBL đo thu vị tướng Đao Khiên lấy thông tin ở khu vực cổng phụ lại. Vị tướng đấy là La Chen. Chúng ta có thể thấy là đổi đến 2, 4, 6, 6 đạo ngựa để chuẩn bị sẵn sàng đón đội bạn rồi. Một đạo lạc đà sẽ kê cổng, rút bớt số lượng bộ binh đi để chuẩn bị cho đối phương vào cái bẫy của mình răng ra. Nhưng quan trọng là thực hiện thế nào, còn chống kỵ của bên Navi ra sao. Một đạo Edva, một đạo Herbert áo vải là không đủ, một đạo Edva lạc đà cũng không đủ. Họ cần phải nhiều hơn vậy. Và tôi chưa thử An Herbertier, không biết chạm vào con kỵ mùa này nó thế nào. Vì An Herbertier là một đơn vị lính rất dị, thường là chúng ta chơi Herbertier áo vải thôi. Còn trường kích nâng cấp đấy thực sự là gần như không ai chơi. Để xem trong tay của Navi nó có phát huy tác dụng của mình không. Còn ở mặt trận cổng chính thì vẫn đang nã pháo rất nhiều đến từ Navi. CBL chỉ đơn giản là di chuyển và né thôi, và thậm chí họ vẫn chưa mất cái loạt lưu ở trong cái căn nhà. Căn nhà ngay bên trên màn hình ở góc phía tay trái quý vị các bạn. Spore kill và móc đến cộng đối phương đến từ Navi. Có hai tướng đang ở sau căn cứ của CBL. Họ sẽ chủ động không giao tranh vì biết đối phương đang đi đông. Herbertier bắt đầu chặn một cổng. Đây là Herbertier áo sắt. Một vị tướng nào đang nhảy qua định phá rào. Cẩn thận nha Masiro. Phá cái rào này thì những cái mạng đầu tiên hồi sinh bên thủ sẽ trở về rất nhanh ở điểm. Và có lẽ là có những cái cú côn Masiro giữ mạng rồi, và cũng tạm thời giữ lại cái rào đấy để ép đối phương đi theo mỗi đường vòng. Và rõ ràng CBL họ không gà, họ chặn đường. Đấy, xem mạch quân, chỗ này là vẫn ngờ được. Chỗ này là ngờ được Pika bị mít tham minh rồi. Advan là không tốt lên vị trí của Pika. Đàn ngựa này tạm thời có phớt blood nhưng chỉ dừng lại phớt blood thôi. Khi mà đã có lọ ném từ cổng thành ném ra, giao tranh ở đây và thậm chí bên công có ngờ đàn ngựa thứ hai lại đẹp hơn với mạng dành cho Lucas. Quạt đi là quạt về, Lucas có chuẩn bị double kill. Bây giờ sẽ cần có một tên ngựa để phá trận, quyết định vào phá trận. Giết lọ đến từ bên Navi, nhưng đàn lọ này vẫn tạm thời an toàn khi đây là đàn kỵ binh thứ 3. Kaido có double kill, La Chen và Tao Sao liên tiếp có mạng và Green Gun, chỉ có được một mạng đuổi. Một mạng đổi thôi, nhưng ở bom không chính xác điểm A, không phải là bom sai nào hết. Chỉ còn một đạo quân triều đình ngồi ở đây và né luôn quân triều đình. Kéo chưa kìa, khi mà đã có tin vui là cái cộng đang quay. Trời ơi, đạo ngựa ủi hết tất cả ở khu vực cổng chính. Quân triều đình vô chủ và sẽ là món ăn miễn phí ở điểm A. Navi công như vũ bão, CBL đã có sự chuẩn bị nhưng họ cương thua. Họ A thì đang quay, cộng thì bị nhảy điểm. Và quyết định của CBL họ vẫn muốn bướng ư? La Chen sẽ chơi, La Chen sẽ câu giờ, La Chen bây giờ đã có lệnh về. Nhưng mà Lucas kìa, La Chen về rồi, Lucas ở lại để xin chết làm gì? Vẫn còn một anh chàng Hàn Quốc kìa, một anh chàng giáo để có thể câu giờ chờ đồng đội hồi sinh. Và quyết định của CBL sẽ là cương tiếp. Khi mà Yuda đã ra, Cha Cha cũng ra. Cha Cha ra, Oyaji cũng trở về, Pika cũng vào. Đây sẽ được phản công của CBL, hy sinh điểm A để đổi lại mạng ở cậu. Quyết định này tạm thời là đúng cho thời điểm bây giờ, khi mà CBL đã có những cái mạng có lời hơn. Thua 90 quân không có quá nhiều tác dụng, nhưng cái đợt quân tiếp theo này thì tính sao đây? Full quân triều đình đến từ Navi,
Thế 지금 những đạo ngựa thì vừa mới dùng kỹ năng của CBL rồi thì làm sao mà chơi được với quân triều đình đây. Bốn đạo đạo khiến võ vệ cùng với một đạo Lancelot thì đang vào chia nhau ra ngồi, chỉ cần ngồi chứ không cần đứng lên thì làm gì có chỗ để mà nhảy cộng. 여기서 bốn đạo quân triều đình, hai đạo lan xê, hai đạo ngựa và đợt phản công này lại là thất bại rồi. Đưa đẩy và người lỗ không ai khác đó chính là CBL. Thế này thì bay lại khó đấy, bị cuốn vào giao tranh, cuốn vào giao tranh một anh chàng giáo kia sẽ câu giờ. CBL vẫn muốn phòng thủ chủ động, lợi thế đang là 200 binh dành cho bên Navi. Lượng pháo của Navi còn rất nhiều, 19 pháo, 9 lần G. CBL họ chỉ còn 6 lỡ pháo thôi. Và quan trọng hơn là những đơn vị chủ chốt họ đã mất đến quá nửa. Và bây giờ sẽ phải làm ngay nào đây? Bắt đầu đặt đồ, đặt lù nối đến từ bên Navi. CBL sẽ phải chia quân ra nấp. 6 lần pháo nhưng tôi không biết họ sẽ dùng cho mục đích gì. Chúng ta cùng chờ xem bên phòng thủ sẽ bố trí ra sao đây. Deadman Spearman sẽ lên để cầu sát thương, hút đạn, hút pháo. Đó là Deadman Spearman của Mindset. Rất nhiều ngựa mới được bên Navi cầm nha. Vẫn còn rất nhiều quân. Bây giờ toàn là giáo đến từ CBL này, họ cầm quân triều đình vào thì chơi thế nào được. Chất quân của bên CBL đang yếu hơn. Bên kia cũng có giáo, nhưng mà giáo của CBL không được che, bởi vì còn quân triều đình, còn lan xê và còn ngựa phá đồ rất tự tin. Anh chàng kiếm khiên này vẫn chưa chết. Bây giờ quân triều đình sẽ vào, quân triều đình tiến vào xong G luôn, ngồi im tại chỗ chấp nhận tắm đá lửa của đồng đội không vấn đề gì cả. Dàn giáo của CBL không được chơi bởi vì quân triều đình lẫn cả khiên vào thì làm sao có góc đứng, không có khiên che. Và chúng ta có thể nhìn thấy một màu đỏ lan thôi, và CBL là người bị đẩy lùi do họ thua chất quân. Họ không còn những đơn vị chủ chốt để có thể dọn nữa. Và sẽ là chiến thắng rất nhanh dành cho Navi. CBL đi như một cơn gió thực sự. Ủi vào một pha thôi, chỉ có số lùi, không có số tiến, không có mối mạng phản công nào hết. Và thậm chí là Navi không cần dùng tới đồ ở trong bay. Chúng ta nhìn thấy là dọn dẹp, tận dụng tất cả những lợi thế từ tướng, từ lính. Cứ cái giao tranh cuối vừa rồi chỉ là lính hơn là họ cứ ép vào thôi. Họ biết là họ hơn cái gì. MVP là một anh chàng Trung Quốc với là Green Gun, còn trên BCBL là Oyazi và Lucas. Chúng đã cùng đến với game số 2. Game số 2 vẫn là Thành Bạch Lộc. CBL sẽ ở bên tấn công và có lựa chọn gì thú vị không nào? Ba đạo quân triều đình, hai đạo ném lọ. Không có ăn tre. CBL được lại không dùng ăn tre. Ngựa chém hai. Nhìn qua về lượt quân là tôi đang thấy là bên Navi họ đang sử dụng hơn về cái số lượng ngựa mới, không ít hơn, dùng rất nhiều advance nha. CBL tấn công mà họ chỉ dùng có hai đạo advance, bên kia sẽ counter advance lại với ba đạo và bốn đạo advance, gấp đôi advance, và quan trọng người advance phải dùng đúng tay. Hai đạo advance của bên CBL đấu với bốn đạo thì cái nhiệm vụ của Subutai cùng với người còn lại là Pika Pika sẽ rất khó. Chúng ta cùng xem CBL có thể gỡ lại được ở phần tấn công không hay là hai nho. Một nghìn hai trăm hai mươi hai quân bên tấn công đối đầu với 1174 bên phòng thủ. Heravitor quay cam cũng hay, nhưng tôi chỉ không thích cái thợ hiện to thôi. Nhìn công nhận. Đôi khi nhìn hơi rối mắt. Gọi G rất sớm ở vị trí xe bắn thuyền nhưng mà G lỏ. G quá lỏ, G trượt tay đến từ CBL, họ chớ rồi. G cái xe bắn tên trong cú xe bắn tên vẫn còn, trời ơi. Đã phải dùng những cái Kurin để bắn lên.
khởi đầu không được bắt máy đến từ CBL, che luôn đạo khiên. Ok, và chào anh ta sẽ lợi dụng đạo khiên này để ném Galahad. Vẫn tương tự Navi ở tấn công họ dùng Galahad, tấn thủ họ cũng dùng Galahad, rất khó chịu đến từ vị trí cổng chính của Navi. Galahad là một đơn vị lính ném lao ở mùa trước, và nếu mà bạn không tận dụng được cái khả năng ném lao, và thực sự là Galahad chỉ là một đơn vị đánh thường và đánh giải thôi. DTW không ai mang Galahad cả, mà Galahad vào đúng là muối bỏ bể. Nhưng nếu để mà đánh giải, bạn có một mindset tốt thì Galahad là một lựa chọn tuyệt vời, và thậm chí là đánh xếp hạng nữa. Để chơi được Javelin thì bạn cần phải có một lối đánh cù cưa và thậm chí hơi điếm một chút, khiến cho đối phương ức chế khó chịu. Gọi G rồi. G vị trí Canon. Tôi chưa hiểu cú G đấy. Thành viên của bên Navi họ làm gì còn pháo đâu nhỉ? Hai lần G đi không đúng địa chỉ đến từ CBL rồi. Họ đang bắt đầu mắc lỗi. Gaido đang bắn lưu lên tường để dò những cái khẩu Wolverine của bên phòng thủ. Nhưng bên phòng thủ nãy giờ chỉ để có 9 pháo. Và khả năng để 9 pháo ở đây là họ sẽ đầu tư pháo ở cổng chính và đặt pháo ở hai bên cầu thang. Họ chỉ cần phá cái ram thôi. Họ chỉ cần phá cái ram và không cho phép CBL đặt pháo trên cầu thang, chứ họ không thủ xe, họ không ôm đồm. Tạm thời thì phá được một tên xe đến từ bên Navi. Green Gun ở trên sẽ ném bom đinh lửa đủ các thứ xuống. Đạo khiên này vẫn đang rất dài, nhưng mà quan trọng là Navi họ bắn cầu qua đầu đạo khiên này cơ. CBL để đạo khiên này quá sát, thành ra là có một vài viên Kurin đã bắn cầu qua đầu của đạo khiên của Subutai. Rồi, sát như này thì chắc chắn sẽ có cầu thôi. Công tác cầu thành công đến từ CBL, họ làm tốt hơn so với Navi ở giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu tạm thời là thành công rồi, nhưng quan trọng là giai đoạn giao tranh họ sẽ làm thế nào. Ở trên tường họ cần phải gây thêm áp lực ở cái cộng không chơi từng nứt đến từ CBL. Đánh map này không chơi từng nứt đâu, một cái bài đánh khá là default, mỗi bài đánh khá là ao meta. Mỗi bài phổ thông phải nói là tôi nghĩ là đánh thường với ít người dùng, quyết định là không dùng từng nứt. 4 dàn Kuburin ở góc cuối bên tay trái đấy kia thì chắc là cái xe đang đẩy không thể đến được. Và đã vỡ rồi. Bây giờ tràn quân lên đến từ CBL, họ sẽ đặt lu, đặt bắn tên, đặt đủ thứ. Nhưng bây giờ đơn giản đặt ở cái góc tường thành chỗ vị trí Oyaji thì sẽ nấp lùi về một đoạn thôi. Đấy thì chưa? Chúng ta thấy là đã có sự chuẩn bị trước như Navi, họ đã có lu cẩu lên rồi. Một cái lu cẩu lên, nhưng đó là máy bắn tên. Tà sao sẽ phải phá cái lu này luôn. Ném phi tiêu, đạp và xong. Không chơi pháo ở nhà dọc nhà. Phòng thủ khác với CBL. Đầu tư thêm một pháo. Từ 19 pháo xuống còn 18. Và quyết định của bên Navi là gì đây? Chúng ta nhìn thấy họ dùng rất ít kỵ binh, tập trung ở điểm là hai đạo quân triều đình, một đạo khiên đèn men và một đạo Advan. Kỵ binh cũng bắt đầu di chuyển và thậm chí cho cả ném lọ ra tận góc xa bên cổng phụ. Họ muốn mong ở kỵ binh. Đây là tân kỳ đầu tiên bao gồm một đạo Cautilia và những đạo ngựa mới. Đạo Cautilia kia sẽ là đạo mồi của Star Manager. Anh ta sẽ mồi để câu chiêu. Và với việc CBL họ có hai Advan, họ mà bị câu thì rất nguy, nhưng có mô đao. Vậy là người chơi mô đao sẽ là chìa khóa, đó Pika Pika. Nhưng mình Pika Pika thì không đủ. À đây rồi, Cautilia đã ra ngoài để câu, để là chẳng yếu. Vậy là tường vỡ đã được phá. Có không? Đi từ đâu nhỉ? Vẫn còn tường vỡ kìa. Anh ta đi từ chỗ nào sẽ có đàn ngựa nhỉ? Tường vỡ vẫn còn kìa. Có lẽ đi từ cổng chính rồi. Tường hai bên tường vẫn còn, chỉ có đi cổng chính thôi. Toàn bộ đội hình của bên CBL đã ở trên tường. Tôi không biết phải lỗi hiển thị không nha. Nếu không đi được từng tường nứt thì chỉ có đi cổng chính thôi. Chứ màn hình của bên cameraman. Thôi, đừng vỡ, lỗi hiển thị.
Tường, tường vỡ đã phá. Ok, lỗi thị rồi. Đạo pha lệch quát cùng với khiên á này là không đủ áp lực. Moda phải nấp. Bây giờ bắt đầu vào điểm. Moda vào điểm đẹp rồi. Lọ bắt đầu ném nhưng mà Moda sao lại quay đít ở phía sau đấy kìa. Moda của ai chống của BCBL của Pika Pika. Trời ơi, tôi vừa khen anh ta là chìa khóa. Mà anh ta đánh vô trách nhiệm như thế thì tôi nghĩ sẽ là một đợt phản công có lợi dành cho bên Navi thôi. Có những cái mạng sơn lơ ban đầu nhưng mà đánh người đánh vô đao mà như thế thì làm sao tìm chiến điểm có thể yên tâm được. Móc máy đạo Advan thứ nhất, đạo Advan thứ nhất đã Advan. Còn đạo Advan thứ hai của Mango nha. Herbert Deer vẫn đang ở đây. Nhảy cộng là sai rồi. Liên tiếp là 3 mạng dành cho Navi. Lãi người đấy. Bây giờ bắt đầu ủi kỵ vào. Ok, một đường kỵ. Đó là 3 mạng tiếp theo dành cho vị trí của Dorian. Chiếm A cương A rất nhanh. Nhưng đây là Cautilia của Star Manager. Rất nhiều sát thương mặc dù là ngựa hài. Herbert Deer đã ra khi mà cộng đã dọn dẹp sạch toàn bộ tướng của CBL. Bây giờ đào đâu ra mô đào nữa. Và bây giờ đào đâu ra Advan hay là những đơn vị trụ binh khác nữa. Bây giờ bắt đầu vào thì lạc đà ngồi. Chạc qua lạc đà nhưng mà nhìn máu tướng của CBL đi. Họ quá ít máu, đào Advan cuối cùng của CBL sẽ vào. Đã có những mạng đổi double kill dành cho Dorian. Và thậm chí Dorian đã có được cái mạng thứ 6 của mình. Nhưng đại Ivan này lại không ai chơi. Bây giờ ép thẳng lên. Ép thẳng lên đến từ Lancelot. Ôi dồi ôi. Mất luôn đạo Ivan. Chết chay. Cổng chính đánh quá lỗi. Không còn ai nữa. Lúc cần chờ thì không chờ. Bây giờ vào. Ok, mở được đường. Đường ngựa này là 10 điểm của Pika Pika. Nhưng mà các tướng tiến khiên của bên Navi họ vẫn còn sống. Họ vẫn còn sống và bây giờ sẽ lại là một đạo Lancelot đã công giờ. Với việc là Navi họ đang hơn người, họ sẵn sàng chết thêm 1-2 mạng kiếm khiên nữa rồi. 2 kiếm khiên chết, 3 kiếm khiên chết. Nhưng tơ tiếp theo Lancelot này thì tính sao? Ép luôn, ép luôn. Nhưng mà ép sẽ là một sai lầm bởi vì là ép sẽ giúp cho đội bạn hội quân còn chưa quay được điểm khi mà kiếm khiên lại vào tiếp tục nhảy. Phân công lao động là hay. Toàn bộ giáp trung của bên Navi họ cứ sờ bam quân. Giáp nặng sẽ vào nhảy điểm. Chúng ta để nhìn thấy xem. Kiếm khiên nãy giờ múa được rất nhiều thứ và bây giờ với vào PK. Cái cách mà Navi họ dùng quân là rất khéo. Họ cho lính vào trước làm mềm. Nếu mà dùng hết chiêu rồi sau đấy toàn bộ tướng mới vào đâm. Đều là những mạng của bên Navi thôi. Liên tiếp là 5 mạng và thậm chí là những đơn vị tướng giáo, những anh chàng tướng giáo và tướng sát thủ còn không cần phải vào. Họ chỉ cần khiển ngựa vẩy vẩy nãy giờ như chơi nhạc thôi. Dễ chưa từng có. Với cái meta con kỵ mới mạnh như thế này thì người đánh mô đào, người đánh giáo trống lại là người phải cẩn thận nhất và người có trách nhiệm nặng nhất. Với cái lượng quân như này cả hai bên đã bắt đầu rơi vào tàn quân rồi. CBL chỉ còn đúng một con lính 5. Navi cũng còn 7 con. Nhưng lượng lính 4 và lính 3 Navi thì đang nhiều hơn rất nhiều với việc họ đang lãi lính. Thứ duy nhất CBL hơn đó chính là nông dân. Nhưng mà mạng thì CBL lại thua. Trung cuộc giao tranh thì CBL họ có những lợi thế ban đầu nhưng mà họ không có những đơn vị lính để giúp cho chốt điểm, để giúp cho ổn định được cái tình hình ở trong cái điểm A. Thành ra là họ lại thua. Câu chuyện là như vậy thôi. Và cái cách mà Navi họ dùng những vị tướng kiếm khiên để nhảy điểm là hay. Và những vị tướng còn lại họ tin tưởng lẫn nhau, họ không vào vội, họ cứ vào lính thôi. Bây giờ không còn giáo làm gì đây. Cái con Herbert áo vải kia chỉ là một con đơn vị duy nhất đang ở ngoài cổng chính thôi. Vào kiểu gì? Chất quân bây giờ thì chắc chắn là đang yếu hơn rồi. Herbert áo sắt, Herbert áo vải. Đã có người phải dùng đến dân rồi. Toàn là Herbert rồi, không còn lọ lủng gì nữa. Còn Wu-Wei, ok Wu-Wei sẽ dọn đường. Nhưng vấn đề phải bắt được những vị tướng chơi lẻ nó xuống mắt lẻ xong bị bắt lại kìa. Trông kìa. Pika Pika chả bắt được ai cả. Nào, anh chàng giá cũng sẽ về rất nhanh thôi. 사철이나 장포나 이런 걸로 하면서 가는 게 더 낫지 않았을까 좀 생각. 2 phút và với cái thế như thế này thì chiến thắng sẽ gọi tên Navi. Và khả năng cao sẽ là lại là hai nho. 얼마나 남아 있는 거지? 켈레드 khả năng cao sẽ là hai nho thôi. Còn cả Galahad thế này nữa thì đảo Galahad dùng từ đầu bây giờ vẫn mới lôi lại. Quá khó. Galahad sẽ phi. Phi xong lại lùi về ép đánh. Bây giờ lao vào vội.
người vội đi ra là CBL, gá sẽ lùi về tạm thời, có lẽ sẽ mất côn triều đình Grover là 10 điểm. Đã có lọ, Uwe đã vào, Galat sẽ tiếp tục ném tên 2. Có cả nỏ kìa, trời ơi, nỏ thì vẫn hờ bớt thế kia thì thôi. Tôi nghĩ là nên goodbye CBL, hai nho dành cho bên Nam Phi. Ăn chậm ngay lập tức đến từ vị trí của tướng Pai. Và không một thành viên nào màu đỏ còn tồn tại ở trong cái điểm A nữa. Vững như bàn thạch đến từ Navi. Và CBL họ không thể đổi được ai trong pha giao tranh vừa rồi. 9 đổi 0. Vào dần vào trong vô vọng. Trận đấu này đã kết thúc rồi. 1 phút 38 giây sẽ là những giây phút mà Navi họ sẽ bung lụa. Truy sát CBL. Người đánh Galahad cùng với những vị trí khác của bên Navi họ làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và quan trọng là những cái đợt quấy nhiễu, những đơn vị cắm thì CBL làm cũng tốt bằng. Với cái meta bây giờ đúng là càng cứng tay càng phải đánh cắm. Còn những người chơi nào mà đánh loạn chiến hoặc là thích kiểu nhảy số thì nên đánh những đơn vị không cắm. Lỗi nhất là đạo Pika Pika mua đào ban đầu. Chúng ta để nhìn thấy anh ta mải đánh nhau nhưng không chỉnh được mua đào. Mua đào quay ngược về chồng bông về phía địch thì chịu. Quả đấy Pika Pika đáng ra anh ta phải khiển lính, phải khéo, phải chờ ngựa ra thì mới cắm vào cơ. Bây giờ là đa phần là bên phòng thủ họ sẽ cho đối phương cắm ở điểm trước rồi họ úp lại. Và nếu giao tranh không lỗi thì bên phòng thủ chắc là sẽ thắng. 35 giây cuối sẽ là ra lùa gà đến từ mindset. Cha cha anh đã chạy, cha cha sẽ phải đi. Người có mạng Ryu, Oyaji, Kaido, Subutai và những người còn lại bây giờ đang phải chạy. Thủ nốt đạo Haberdia, áo sắt trông cộng. Truy luôn, đây là ngựa 2, ngựa 2 chạc xong, không biết còn chiêu 2 không. Flight hơi, Flight cam nha, và còn chiêu 2, người đi là ta sao lẫn cả Oyaji. Trong cộng này chỉ còn 2 tướng thôi. Ba tướng còn lại kiếm khiên mà còn truy được cả Ryu mà. Thì chơi cái gì nữa, Tuna cũng đi, Kaido đi tiếp. Và xin chúc mừng Navi, họ đã có một chiến thắng hai nho trước CBL. MVP CBL chỉ là ta sao với 132 lính, ăn nhiều lính nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi team anh ta giao tranh thua cả. Tỷ số VPK vừa rồi là 14 và 37.